Yes. Alamaz. Homus. Alamaz. Calori. Calori. Alamari. Alamaz. 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 Zokontar. Alamaz. Zokontar. Zokontar. Alamaz. Zokontar. Alamaz. Zokontar. Zokonta. Homus. Zokonta. Lore. Zokonta. 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 Alamaz. 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 Lore. Alamaz. 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 Zokonta. Alamaz. Homus. Donna E. Lore. Homus. Lore. Alamaz. Oklama, Donna E, Alamaz, Oklama, Donna E, Alamaz, Rogan, Alamaz, Rogan, Donna E, Alamaz, Oklama, Alamaz, Donna E, Alamaz, 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 Yuri, Alamaz, Yuri, Homus, Alamaz, Donna Ice, Alamaz, Ice, Alamaz, Donna Ice, Alamaz, Donna Ice, Alamaz, Ice, Alamaz, 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 Yuri, Alamaz, 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 Ice, Alamaz, vâng, vậy là không phải là âm thanh bị zip đâu, mà là do mình quên tắt mic thôi. Và chúng ta sẽ đến cả xe đấu thứ 5 chung kết. Quân bên mình rất là đẹp, là AC và Fo, còn bên kia là Yamato và Choson. Ở một trận đấu với bài phô xin giới thiệu lại, hôm nay mình bình luận rồi à, rất nhiều cây gỗ 75 gần nhà, hiêu đầu 6 con. Và cảm giác rằng cái vị trí 12 giờ đây là một cái hốc rất nhỏ nhắn và xinh xắn. Chỉ là cái hốc giữ dân mà thôi. Ông Hoàng Mai Nhi là người cầm AC. Quân bên đội bạn là Yamato và Choson. Quân mình đẹp hơn là rất nhiều. Ui dồi ôi cái bài AC. Được đấy, ba con voi, một bầy hươu gần rừng. Bầy hươu này khả năng sẽ là một chiếc S2. Và dân của Hoàng Mai Nhi vẫn có cái gì đó di chuyển, không biết là xe giò hay dân đâu. Cảm giác như đấy là xe giò. Vâng, xe giò thì chính xác hơn, bởi vì nhìn thấy tốc độ nó di chuyển rất chậm. Và có thêm một bãi hươu nữa dành cho Hoàng Mai Nhi. Vâng, sẽ tách dân ra và ăn bãi hươu xa trước chăng? Ăn hươu xa trước hay ăn hươu gần trước đây? Hoàng Mai Nhi vẫn còn bãi hiêu nữa. Bãi hiêu đó xa nhưng không sao. À không, đây có bãi hiêu khác. Bãi hiêu này sẽ là một chiếc S nhân đôi. Chuẩn bị kích đời. Kích đời em ơi. À, chúng ta đang có hai cái bãi hiêu đều gần rừng cả. Và đây là bãi hiêu thứ hai. Bãi hiêu đầu là hiêu chính. Đang xây cái BS này thì chúng ta ăn hết con hiêu kia thì dân nó sẽ tự phi con kia. Oh, phi luôn. Ở chúng ta đến với máy game thủ tí, khả năng tí sẽ là người đánh chém. Một cái hốc nhỏ nhắn xinh xắn mà không biết là đặt G vẽ được bao nhiêu cái ruộng. Nếu mà quân khéo thì mình cũng nhìn ra tầm 5-6 cái rồi. Kể cả xa cũng phải đặt được tầm 5-6 cái. Vâng, đất là muốn bo bằng BM có vẻ là rất khó, không có cái vị trí nào để bo bằng BM. Và bây giờ là BL.
Kích đời và đẻ luôn ngựa giò. Những thao tác cơ bản xong thì bắt đầu ra đi ăn vị trí bãi vàng. Mà có gỗ thì chúng ta bao bế vị trí bãi vàng luôn. Vậy là nâng cấp đào vàng luôn, đánh theo kiểu là công cả phù đây. Khi mà đội bạn thế là hai chém cả cho son và Yamato, thì dường như phô đang muốn đánh một cái thế bài là chém và châu phù. Đó là lý do mà tại sao mà phô đi đào vàng, là nâng cấp đào vàng. Ở những cái đơn dịch dân này, ở đó những cái đơn dịch dân thì Van Lớp là người dịch dân rất hay. Kìa bè kìa. Hơi thốn. Đó, một tên mà Hồng Anh đi con ngựa giò khá nhạy cảm. Vâng, hai nhà đều đánh chém hết. Chúng ta còn 4 dân đào vàng thôi, nhưng bù lại thì chỉ nâng cấp đào vàng ngay từ lúc còn kích đời 2. Kích đời 3, trước khi lên đời 3 xong rồi, đào vàng đã xong rồi. Lực thịt là không đủ để thi đấu một bất cứ một cái gì cả. Ngựa giò Hồng Anh kìa. Lượn lờ, lượn ra, lượn vào. Rồi đập luôn. Chúng ta đánh đổi 3 dân cũng được. Đổi lấy con ngựa giò. Yamato, Hồng Anh, xin một cháu. Rồi. Mày quá, đầy đàng hết thịt thi đấu để có thêm một con chém nữa. Và tiếp tục thêm một nhà P. Rất có thể sau tuần này thì Hồng Anh sẽ phải đi vị trí bãi vàng khi không còn gì để chém nữa. Cẩn thận, họ sẽ đạt sang Hoàng Mai Nhi nhá. Hoàng Mai Nhi ơi, cẩn thận nhá. Mất bóng chém vừa đến từ Hồng Anh rồi. Cung thủ phù đến từ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi cũng xin được một con chém. Không biết là vị trí BG và cái E của Hoàng Mai Nhi có hở hay không. Nhìn thấy nó hơi rộng rộng. Cũng AC thì ngán thì cũng ao một áo. Quan trọng là ông Yamato nếu có trâu chém hay không. Ôi, chưa bánh xe đến từ ông anh này. Vắt trâu 2L bây giờ mới nâng cấp bánh xe. Rồi phay. Và quay trở lại đấu trường bên màn hình tí. Đúng như dự đoán là bên họ sẽ ôm bom vị trí bãi vàng lên thủ tí bằng được. Và tí đang cẩn thận chặt cây gỗ kìa, hở. Và họ là người đi công phù ra, vác xong đơn lên, giết phù. Xin con chém và băng con ngựa giò. Chơi luôn thêm một nhà BS nữa. Vẫy tay, về đây. Đang không có thịt để đẻ ngựa chém. Cảm mình cứ phù thôi. Ôi ôi, một con chém kìa, nó vẫn đứng khó chịu thật. Còn có làm con nữa không? Đợi hồi mana. Chúng ta sẽ đến cả những cái tên đi quân đến từ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đang có những tên cung đứng ở vị trí dốc. Và rất có thể là bên họ sẽ gọi hai chém vào để quây bắt. Lực vàng Hoàng Mai Nhi đủ lên giáp 4 rồi. Có lên giáp 4 hay không? Những tên 7E đến từ Hồng Anh. Hoàng Mai Nhi quyết định là đi cùng kẹp với cả phù rồi. Tí sẽ rơi vào trạng thái nhì nhằng. Bộ 8 này vẫn đi công phù. Chúng ta chỉ có một con đạp đơn thôi, đâm ra chúng ta phải sử dụng con đạp đơn này cực kỳ hiệu quả. U đúng con dân bên mình. Quay trở lại đấu trường của Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi để ý quân. Hoàng Mai Nhi vừa một tơ đi lỗi quân, vấp phải một kích chém của Yamato đứng chặn đầu. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi đang dụ cái kích chém đấy, đi vào vị trí phù. Vậy thằng nào có tay không?
quan trọng là có tay để mà vẫy không thôi. Phù phòng mọi người rất nhiều, có tay và đỏ hay đen nữa cơ. Mới đổi màu được 2 con, 3 con, 4 con. Đổi màu được 4 con. Quay lại đấu trường tí. Tí bây giờ đã hung hãn hơn rất nhiều rồi. Tí bây giờ đang đánh phù công. Cả hai nhà cũng sẽ đều đi công. Và Hoàng Mai Nhịa và Yamato đến từ Hồng Anh đang có những cái tơn chém nhỏ để tách sang đi. Đi cho Hoàng Nhi mất tay thôi. Bài Hoàng Nhi khỏe mắc binh tăng A đi em ơi. Vác dân cho tăng A đi. Làm cho 5-6 cái BA đi cho nó mát. Thực ra cái kèo đấu solo giữa AC đánh cung và Yamato đánh chém cũng là một cái kèo đấu rất hay. Dường như trong trận đấu này nó đang tái thể hiện lại cái kèo đấu solo đấy. Hoàng Mi còn thiếu mỗi tầm xa nữa thôi là full công nghệ và những cái tơn mà hai người đi quân bắt bài nhau. Có hai con chém của Hoàng Mi đang cũng cản mặt. Rất đông chém đến từ Hồng Anh. Lấy lại chặt gỗ hai không em? Ở tham lai của Hoàng Mai Nhi đang to nhất bản đồ. Chuyển A đến từ Hồng Anh. Bên kia là bơm rất nhiều đồ cho Hồng Anh để Hồng Anh có thể sóc trâu chém và chuyển A. Bây giờ thì cung giờ của Hoàng Mai Nhi đang đứng ở thế thuận, đứng ở chân dốc, bật xuống. Vẩy E đi Hoàng Mai Nhi, muốn bật cung A thì phải vẩy E, không thì chạy luôn. Và không thể đùa với chém Yamato được. Đến thời điểm quan trọng như thế này chúng ta không được phép lỗi quân. Đây sẽ là những tên công phù đến từ Tí. Hù có thành công hay không? Ông Hoàng Anh Nhi chỉ tạt mấy con thôi mà số lượng lớn đang quay lại để chăm sóc nhà của Hồng Anh và tấn công vị trí bãi vàng. Đó sẽ là điểm yếu của Hồng Anh. Dân họ đang kéo quân ra định vây bắt. Bắt thì chạy thôi. Không có những cái tên 7E đến từ Hồng Anh thì chúng ta cứ việc mà chạy. À, đứng đây bắn E để cẩn thận, nó sẽ gọi Hồng Anh sang bắt đấy. Ai à, Hồng Anh đã đứng quân cái vị trí đấy để bảo kê cái điểm yếu mình, đó chính là vị trí bãi vàng. Chưa thấy người chém của Hồng Anh đi đâu cả. Chưa thấy Hồng Anh đâu cả, chém của Hồng Anh đâu hết rồi. Phải chăng họ đang rình rập để làm tơn đổi nhà với cả Hoàng Nhi? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đừng rình rập mãi, rình rập mãi. Đang đánh một tơn đổi nhà đây. Cùng người xì giác 4 và tầm xa cũng mắc công nghệ. Hoàng Nhi vẫn đỡ được, vẫn đỡ được, xong quân đều vào, sóc cả P em ơi, căn trốn P luôn. Rồi nhà Hồng Anh đã yếu, còn vấn đề công của nhà Hoàng Mai Nhi thì còn khướt. Và tỷ số là 1-0 dành cho cặp đôi Tí như Hoàng Mai Nhi. Phải nói rằng đây, tuy thua, Thái Bình tuy thua, Hồng Anh cũng để lại một cái gì đó dấu ấn đến từ Yamato là rất gắt.